nãy giờ mới được nói, mắc nói lắm luôn rồi đó mà chưa được nói. Nên là bây giờ Hường sẽ chia sẻ, còn nếu như các anh chị em ấy nếu mà ai có ý kiến gì thì chúng ta bấm vào nút giơ tay nha. Thì Hường sẽ dành ra một cái vài phút để anh chị em hỏi và trả lời, tại vì mình đang chia sẻ mà nó sẽ mình sẽ quên mất bài chia sẻ đó, nên là anh em bấm vào chữ reaction ấy, hành động, bấm vào chữ giơ tay, giơ im đó. Tí nữa Hường sẽ hỏi ai muốn câu hỏi cứ giơ im tay đó, xong tí nữa mình sẽ đặt câu hỏi nha. Ok, để im giơ tay đấy, tí nữa hỏi sau. Ok. Rồi, ok. Ok. Như vậy, bài chia sẻ hôm trước thì Hường có chia sẻ với cả nhà, đó là trong cái hành trình này chúng ta sẽ có cái kiểu, chúng ta sẽ có những cái cấp độ làm affiliate marketing. Chúng ta Hường chia nó thành 4 cấp độ. Cái này là theo quan sát của bản thân mình, theo quan sát của cá nhân mình đấy, thì chia thành 4 cấp độ. Cấp độ thứ nhất đó là bán trực tiếp, nhớ không cả nhà? Ông nào mà nhớ comment xuống là có 4 cấp độ gì nha. Bán trực tiếp đó là một là mình lấy cái link đó mình kiếm khách hàng, cái người nào mà họ đang chia sẻ trên status trên Facebook kêu ôi trời ơi, tôi đau lưng quá, mình quăng cái link vô, ê cái sản phẩm này đau lưng thì hay nè, tham khảo không chỗ đấy á. Hoặc là mình chỉ quảng cáo trực tiếp, mình chỉ quảng cáo, mình không cần qua landing page luôn, mình chạy trực tiếp cho đến các người dùng, mình chạy những ai search cái từ khóa là đau lưng quá thì mình sẽ cho họ thấy cái quảng cáo của mình, là cho họ chui vô cái link của mình, họ mua hàng để mình nhận hoa hồng vậy đó. Bán trực tiếp là chúng ta là tìm các khách hàng trực tiếp và bán cho họ đúng cái sản phẩm đấy và nhận hoa hồng đúng cái sản phẩm đấy thôi. Thì thông thường những người mới bắt đầu và nhiều bạn ngoài kia đang làm đó là cách bán trực tiếp. Cách này thì gần như là cái cách mà chúng ta dễ nhất cho người mới bắt đầu, bởi vì là chúng ta không cần nhiều cái kỹ năng liên quan tới việc làm landing page, xây phễu hay là tính toán cái công thức lãi vải trưởng LVC gì cả, mà chúng ta chỉ bán ngay. Hầu hết các bạn đang ngoài kia trong số đây, trong số anh em ở đây, ai đang là người level 1 là bán trực tiếp không? Có ai đang là level 1 bán trực tiếp không? Đây là hầu hết các bạn. Và có lưu ý, bán trực tiếp ưu điểm là chúng ta sẽ rất là dễ bán và chúng ta cũng không yêu cầu quá nhiều kỹ năng, chúng ta chỉ cần tiếp cận đúng chính xác khách hàng là được. Tuy nhiên có một cái nhược điểm mà bán trực tiếp đó là chúng ta không có giữ được cái danh sách khách hàng và chúng ta không có giữ được cái gọi là tài sản. Vậy nên là đó, khi mà chúng ta bán trực tiếp được giai đoạn đầu thì chúng ta hãy nhanh chóng chuyển sang cái level 2. Level 2 đó là chúng ta sẽ xây hệ thống. Một cái hệ thống kinh doanh thành công là một cái hệ thống có thể vận hành bởi một người hoặc một vài người, thậm chí là chỉ một người duy nhất thôi. Chúng ta sẽ xây dựng hệ thống mà nó có thể là áp dụng theo công thức là xây phễu đàng hoàng. Ví dụ như chúng ta bán một cái sản phẩm mồi là 10 đô và sau đấy chúng ta upsell lên 100 đô hoặc là 300 đô, vân vân. Chúng ta tính toán cái công thức. Ví dụ như một người họ mua sản phẩm của mình, sau đó mình upsell lên sản phẩm tiếp theo, mình có thể bán cái sản phẩm đầu tiên là 2 đô, hoặc là ngày trước thì Hường hay bán 2 đô, tuy nhiên là gần đây mình hay bán giá cao cao hơn một chút, 10 đô để lọc khách hàng, bởi vì là mình cần cái tệp khách hàng data chất lượng, 10 data 10 đô trở lên. Hoặc ngày xưa nhiều người người ta quăng cái sản phẩm là miễn phí, tuy nhiên là bây giờ miễn phí gần như là cái miễn phí thì một số trường hợp thôi, chứ còn miễn phí không lọc được danh sách khách hàng, nên là mình ta bán những cái sản phẩm đầu phễu, nó là những sản phẩm rẻ, những cái sản phẩm là khoảng cỡ tầm 2 đô hoặc là 10 đô, hơn một chút cũng được. Đấy, là sau đấy thì mình sẽ upsell lên những sản phẩm 1.000 đô, 2.000 đô hoặc hơn. Đấy là chúng ta xây dựng một cái hệ thống đàng hoàng, chúng ta làm landing page, chúng ta thu email, chúng ta làm data và viết email đàng hoàng, hoàn chỉnh, viết tiêu đề, rồi chúng ta dẫn họ đến cái có thể là fanpage của mình, hoặc là dẫn đến một cái trang bán hàng, trang landing page mà hôm trước, cái tóm lại là cái trang bán hàng, là cái trang landing page mà mọi người hay làm bằng landing page hoặc Instagram đấy, thì chúng ta có thể dẫn đến đấy, hoặc là cao sang hơn, giàu có hơn, hoặc là các cao thủ bên Tây họ thường sử dụng một công cụ là gọi là ClickFunnels. Ông nào mà doanh nghiệp hoành tráng hơn thì dùng Infusionsoft chẳng hạn. Thì đấy là những cái công cụ cao siêu để chúng ta có thể làm được một cái hệ thống. Đối với những bạn mới bắt đầu như chúng ta, như bạn thông thường thì một thời gian rất là dài mình cũng không có sử dụng những công cụ cao siêu kia đâu, mình sử dụng những công cụ đơn giản như là Ladybay hoặc là Insta Builder, những cái công cụ mà chúng ta có thể làm một cái web đơn giản và ít tốn kém nhất ấy, thì đấy là công cụ. Và chúng ta có thể xây dựng hệ thống, chúng ta chăm sóc khách hàng thông qua hệ thống của mình, và chúng ta bán thêm cái hệ thống, và khi họ điền email và tên cho mình rồi, thậm chí là ở Việt Nam thì thu luôn số điện thoại, thì chúng ta sở hữu danh sách khách hàng đấy gần như mãi mãi. Bởi vì nếu mà chúng ta không xây hệ thống á, chúng ta phụ thuộc vào kênh quảng cáo Microsoft, ví dụ gần có bin chẳng hạn, một ngày nào đó Microsoft nó tuyên bố phá sản, nó không có kênh bin trong cuộc đời này là các bạn mất luôn tất cả rồi. Hoặc là nếu như
Nếu như bạn chỉ bán trực tiếp ở trên Facebook thôi, một ngày Facebook nó kêu là tao không cho mày đăng nữa là rồi xong, coi như là một ngày nào đó Mark Zuckerberg bảo là thôi bây giờ chán quá cho Facebook shutdown, không chơi, không cho xuất hiện Facebook ở trên cuộc đời này nữa, là mình tiêu luôn. Nên là chúng ta xây hệ thống để chúng ta lưu giữ một cái tài sản chính thức thuộc về mình, gọi là data. Và tiếp theo cái level level 3 ở đây là chúng ta làm đa kênh, tức là ban đầu chúng ta có thể là xây một cái kênh YouTube hoặc là xây một cái kênh fanpage, chúng ta có thể bắt đầu bằng cái việc chạy quảng cáo vân vân. Còn làm đa kênh có nghĩa là chúng ta ví dụ như mình đang tập trung vào cái ngách về mối quan hệ tình cảm gia đình thì chúng ta làm một cái kênh Instagram cũng cái thương hiệu đó, một cái kênh YouTube cũng là thương hiệu về xây dựng, tức là về cái xử lý mối quan hệ, làm thế nào để có người yêu, làm thế nào để người yêu cũ quay trở lại, làm thế nào để ngăn cản việc ly hôn, làm thế nào để người vợ của mình hạnh phúc hơn, người chồng của mình hạnh phúc hơn, làm thế nào để hôn, cái kiểu như thế. Thì chúng ta có thể là xem một cái kênh YouTube cũng chủ đề đó, hoặc là làm một cái Instagram cũng chủ đề đó, rồi fanpage cũng một cái thương hiệu đó, và chúng ta làm thống nhất tất cả các kênh và làm đa kênh. Chúng ta có thể gắn chatbot vô hoặc là làm marketing, inbound marketing, làm các kiểu để chúng ta có thể là kéo traffic về cái hệ thống mà chúng ta đã xây, cũng như là khách hàng mình đi đâu cũng sẽ thấy, thì gọi là làm đa kênh. Thì đấy là level 3. Khi mà chúng ta làm được tốt level 1, level 2, level 3 thì chúng ta sẽ có tới cái level 4. Đó là sở hữu sản phẩm của mình. À, cái việc sở hữu sản phẩm của mình thì thường thường sẽ chia sẻ chủ yếu ở trong các lớp chuyên sâu có trả phí, thậm chí là trả phí rất là cao để mà có thể là học về cái việc sở hữu sản phẩm của riêng mình. Bởi vì là chúng ta muốn có thu nhập cao, chúng ta muốn dễ bán hàng hơn trong tương lai, thì chúng ta cần phải sở hữu cái sản phẩm của riêng mình. Ví dụ như chúng ta chia sẻ tạo ra cái sản phẩm, ví dụ như mình là một chuyên gia trong lĩnh vực sức khỏe, chúng ta có bộ những cái bài giảng chia sẻ về làm nào để chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ, làm nào để chăm sóc sức khỏe cho bầu, chăm sóc sức khỏe cho em bé, hoặc là một chuyên gia trong lĩnh vực chăm sóc thú cưng, hoặc là chúng ta là chuyên gia trong cái việc tập yoga, thì chúng ta sẽ bán những cái sản phẩm, chúng ta cũng làm affiliate dễ hơn. Ví dụ như Hường thấy, ví dụ như ngày hôm nay ai đã tham gia một cái khóa học mang tên là SLS của thầy Long, trong đây có ai không? Anh em có comment xuống có giúp Phường cả để Hường biết đi. Nếu mà ai tham gia khóa học SSS của thầy Long ngày hôm nay, thầy Phạm Thành Long ấy, ngày hôm nay có diễn ra cái khóa học gọi là bán hàng SSS của thầy Phạm Thành Long, có đúng không? Ở trong đây có mấy ông tham gia luôn kìa, hoành tráng vậy. Bây giờ nó đang là phiên bản online đấy, và Hường thấy là cái khóa đấy là khóa chất lượng, chúng ta còn đáng phải tham gia đấy. Thì trong đấy nó có một cái ví dụ như ở cuối cái khóa học này, ngày hôm nay là ngày đầu tiên, thì thầy có chia sẻ bán một cái bộ combo các khóa học online, có ai nhớ không? Combo các khóa học ở chính các khóa học online, nếu mà chúng ta không có mua trong cái chương trình này, chúng ta mua riêng lẻ ấy, thì chúng ta phải trả chi phí của nó đâu đó là Hường không nhớ rõ, nhưng khoảng cỡ tầm một khóa như vậy là 2 triệu, nếu mà mua ngoài như vậy thì khoảng cỡ tầm 15 cho đến 18 triệu nếu mà mua, chúng ta không mua trong cái khóa học ấy. Hôm nay thầy bán bộ chính cái khóa học online đấy với giá có 5 triệu đồng, và mọi người nên nhớ rằng là những cái khóa học online của thầy Long là những cái khóa học khá là chất lượng về tư duy. Nếu mà mọi người đã từng học rồi, chúng ta sẽ thấy là những cái chia sẻ trong đấy nó rất là giá trị. Chỉ học online thôi, chúng ta có một cái tài khoản đăng nhập vô học mỗi ngày thế thôi. Thì như Hường học Eagle Camp của thầy Long á, thì trước khi mà được học Eagle Camp thì phải bước qua sát các khóa học online đấy, nếu mà học chưa xong thì đuổi ra không cho học Eagle luôn. Mọi người phải biết cái chất lượng của các bộ cái chính khóa học online đó như thế nào. Thì khi hôm nay thầy bán ở trong cái chương trình SSS, ở cuối chương trình thầy dành ra khoảng cỡ 5 phút để thầy chia sẻ về khóa học đấy, và thầy bán với giá với 5 triệu cho chính cái khóa học. Và nếu mà chúng ta mua bên ngoài thì Hường không nhớ rõ, chúng ta có thể lên Unica để search, thì cứ 2 triệu một khóa như thế. Và mọi người cứ nhớ là các khóa học của thầy là rất là chất lượng như vậy. Trong đây hôm nay có ai mua không? Mọi người có mua thì viết xuống có mua, nếu mà mấy ông học hay có mua thì viết có mua để Hường biết đi. Nếu mà có mua cái bộ đấy thì thầy Long bán cái khóa đấy đúng không? Trong Hương nghĩ là sẽ có cái tỷ lệ rất là lớn, hầu hết những người trong hội trường sẽ ra quyết định mua, một là mua một cái khóa học online của thầy Long, hai là mua combo chính khóa của thầy luôn, học luôn cho nó đã đúng không? Thầy bán như thế. Và cái điều đặc biệt ở đây là thầy Long ngày xưa cũng là một affiliate marketer, thầy cũng từng bán các sản phẩm ở trên Clickbank, thầy cũng đã từng top
năm ở trên thế giới về bán các sản phẩm trên Clickbank và thầy được qua Mỹ làm founder. Bây giờ thì Clickbank nó không có tổ chức cuộc thi nữa nên là khó có thể tham gia cuộc thi, nhưng mà năm 2015 thì thầy tham gia cuộc thi đấy và thầy đứng ở vị trí số 5 ở trên thế giới và được đi qua Mỹ nói chuyện với các founder và nói chuyện với thầy Ewen Chi, thầy Ben Chu là những người bậc thầy trên thế giới về affiliate marketing như vậy. Thì đó, có người mua rồi kìa, mua từ trước rồi đó, mua rất là nhiều. Thì sau đấy thì thầy sở hữu sản phẩm của riêng mình trong cái bộ chính online đấy, thì có một cái khóa học về Money Cow Live. Cái khóa học cũng dạy về kể về câu chuyện ngày xưa thầy chiến thắng cái cuộc thi ở trên Clickbank như thế nào. Nói chung là chia cho thầy Money Cow Live, thầy mời cái người mà đứng đứng đầu ấy, đứng top 1 là người được giải nhất trong cuộc thi đấy về chia sẻ cái khóa học Money Cow Live, là một trong chín cái khóa học online của thầy trong combo đấy. Thì nếu mà anh em mua ấy, thì có thể tham gia, có thể mua thử cái Money Cow Live đấy, người mà top 1 ở trên Clickbank ngày đó chia sẻ như thế nào. Và mọi người nên nhớ rằng ở trên Clickbank hiện tại á, cao thủ ngoài kia người ta bán có thể là từ 1.000 cho đến 10 hơn 10.000 đô mỗi ngày ở trên riêng kênh Clickbank bán các sản phẩm vật lý. Riêng Hường thì ban đầu Hường cũng có cảm giác giống mọi người vậy đó, mua gì đâu mà mua vô duyên, một cái cuốn sách như vậy tải xuống một phát mất 2 triệu, tải xuống một phát mất 3 triệu, thế nhưng mà người ta vẫn mua đầy và người ta tạo ra doanh số. Đấy là hoa hồng nha, tức là cái mức lợi nhuận người ta đạt được có thể 1.000.000 cho đến hơn 10.000 đô mỗi ngày ở trên cái đấy. Mọi người có thể search thêm ở trên kênh YouTube, trên Google, nói chung là người ta công khai. Đấy là những người sâu thôi, còn những người bí mật thì không thể nào mọi người biết được đâu. Thì trong cái khóa học đấy, combo đấy, thì có một cái khóa gọi là cái khóa Money Cow Live đấy. Thì sau này thì thầy có những cái chương trình riêng của mình, thì thầy khi mà có những chương trình riêng của mình ấy thì rất tuyệt vời, chia sẻ cho cộng đồng, thầy có thêm một cái nguồn thu nhập. Và đặc biệt là thầy có thể là ví dụ như ai mà học Eagle Club ấy thì sẽ được tặng luôn cái combo chính có học online đấy. Thì cái có mọi người có thấy là cái việc mà mình cũng hào hứng vào Eagle Club của thầy Long đúng không? Đấy. Và có một cái ngày hôm nay nè, ví dụ như là Hường có một cái offer nè, hồi nãy anh cái combo chính cái khóa học của thầy Long ấy, bao gồm các khóa học về bán hàng, phát triển bản thân, nói chung là rất tuyệt vời. Hường đã thử nghiệm rồi và Hường cảm thấy wow, thật là vô mốt, nên là Hường có mua cho em của Hường, mấy đứa em của Hường học trong đây, có mấy đứa em của Hường trong đây, và thậm chí là Hường khuyến khích ba mẹ của Hường học nữa. Đấy, chả biết học để ba mẹ Hường thì cũng lớn tuổi rồi, nhưng mà Hường cũng không hy vọng là ba học để ba má kiếm được tiền đâu, mình chỉ mong là ba mẹ học để phát triển thêm cái ý tư duy cho cuộc sống nó đẹp hơn, hạnh phúc hơn, và có giữ gìn mối quan hệ tốt hơn, và biết làm nào để có thể nói chung là thú vị hơn, có những trải nghiệm nhiều hơn trong cuộc sống ấy. Ba mẹ Hường thì hiện tại thì Hường cũng có nói chung là gửi tiền về mỗi tháng rồi này nọ, nhưng mà cũng luôn luôn mong muốn là thầy hả ba mẹ Hường học những cái khóa học như thế để cảm thấy thú vị hơn, yêu cuộc đời hơn thôi. Thì đấy, thì Hường cảm thấy nó chất lượng, nên là mọi người cứ nghĩ nè, ví dụ như thầy học ở bán cái khóa học đấy mới bán hồi chiều nè, ông nào bây giờ muốn mua cái giá đấy thì phải vô cái khóa học SSS đấy, thì 5 triệu với 9 khóa đúng không. Giả sử bây giờ Hường bán với cả nhà nè, ai á mà Hường Hường làm affiliate cho thầy Long affiliate cho thầy Long, giả sử vậy đi, Hường bán bộ chính cái khóa học online đấy cũng giá 5 triệu luôn, cũng giá 5 triệu luôn, nhưng mà Hường có tặng cho cả nhà một cái này. Thứ nhất là tặng cho cả nhà 1 năm sử dụng trang thành viên, trên đó có khá là nhiều công cụ về làm video, làm intro outro, làm những cái bức hình bản quyền, rồi làm những cái video hoạt hình, rồi làm những cái video viết dummy bản quyền trở, và sắp tới Hường cũng cập nhật thêm một số công cụ bản quyền khác rất là hữu dụng cho những người làm affiliate marketer 1 năm sử dụng. Rồi Hường cũng tặng thêm một bộ, tức là một bộ cái khóa học mà một phần của các khóa của một khóa học chuyên sâu, một phần của một cái khóa học chuyên sâu mà Hường chưa bao giờ công khai, chưa bao giờ công khai, thì một phần đấy mình, tức là mình sẽ tặng cho cả nhà một phần của cái khóa học chuyên sâu chưa bao giờ công khai ra, một trong những lớp chuyên sâu mà phải trả rất là nhiều học phí cho Hường ấy, thì Hường sẽ tặng. Nếu như ngày hôm nay mọi người mua combo chính cái khóa học online đấy, Hường bán thật nha, không phải đùa đâu bán thật đấy, thì chính cái khóa học online đấy, thay vì học SSS thì phải trả 5 triệu. Bây giờ đã là một cái chi phí mà thầy Long đã có một cái offer đặc biệt giảm giá cho mọi người rồi, nó y chang cái offer đấy, nhưng mà mua từ Hường thì Hường tặng thêm, đó là 1 năm sử dụng các công cụ bản quyền cộng một bộ video bí kíp, tức là một bộ video nó bí mật
mà Hường trích ra từ một cái khóa học chuyên sâu. Và điều đặc biệt là tí nữa Hường sẽ hướng dẫn cho cả nhà sử dụng một cách căn bản cái công cụ, một cái công cụ tên là Explainio. Còn nếu mà muốn sử dụng chuyên sâu nó, muốn học gọi là muốn muốn sử dụng chuyên sâu, viết thêm thành những cái hay về cái công cụ Explainio đó, thì cần một cái bộ video hướng dẫn chi tiết là sâu hơn, giống như kiểu là Hường hướng dẫn tí nữa là đâu đó 70-80% thôi mọi người biết cách sử dụng, nhưng làm thế nào để đẹp hơn, xuất sắc hơn, linh hoạt hơn, thì Hường có một cái bộ video ngắn để hướng dẫn làm thế nào để sử dụng cái công cụ Explainio đó đẹp hơn, xuất sắc hơn. Thì đương nhiên là sẽ dành cái phần này mọi người, các thành viên VIP, tức là các anh em đang học cái khóa học Affiliate Marketing của Hường năm 2021 này á, thì Hường chắc chắn là sẽ cho mọi các thành viên VIP, thì Hường chắc chắn là sẽ cho xem rồi. Nên là các bạn đã học các lớp chuyên sâu 2021 sẽ được cập nhật ở trên website. Nhưng mà nếu mà các bạn chưa từng học cái khóa học của Hường này á, thì đăng ký combo 9 khóa học online của thầy Long, thì Hường cũng sẽ tặng một cái một một bộ video thêm bổ sung cái phần làm nào để làm được cái phần mềm Explainio video đẹp hơn, xuất sắc hơn. Đấy, thì nếu mà mua combo từ Hường thì Hường sẽ tặng 3 phần quà đấy. Hường bán thật. Tuy nhiên Hường ở đây Hường muốn đề cập tới một cái bài giảng á. Một bài giảng Hường vừa mới nói. Biết bài gì không? Đấy, ai mua thì comment đăng ký cái nè, combo 9 khóa kìa, Thanh Sơn đăng ký. Ok. Được nha. Thì tí nữa Hường sẽ chuyển khoản cọc luôn đi, số tài khoản của Hường là ACB. Đấy, chuyển khoản luôn thì cho nó vui. Tự nhiên những cái điều đặc biệt dành cho các bạn, dành cho những ai mà đặt niềm tin cho Hường, như là nói chung là cảm thấy người ta yêu thích mình thì mình cũng sẽ yêu thích lại, đúng không? Đó là một cái điều tuyệt vời. Thì vậy nếu mà ai đăng ký thì chuyển khoản cho Hường qua số tài khoản ACB 9700 8888, ghi lại họ tên và số điện thoại nha. Với cả là mọi người chuyển khoản xong thì inbox cho Hường ở trên Facebook ấy, Facebook hoặc là inbox trực tiếp lên Zalo, để Hường sẽ gửi cái thông tin, gửi email và họ tên email, số điện thoại của Hường để Hường gửi cho ban tổ chức, họ kích hoạt cái combo chính khóa học online này, cũng như là Hường kích hoạt cái chương trình trang thành viên, các ba cái quà tặng hồi nãy Hường Hường quà tặng cho Hường tặng cho cả nhà đấy. Nếu mà đăng ký thì làm luôn nha. Đấy, số tài khoản mang tên Hường ACB 9700 8888 đấy. Đấy, mục tiêu là cũng bán thiệt, và mục tiêu là Hường muốn cho mọi người biết là đây nè, mọi người thấy đâu, ở đây level bán trực tiếp, level 2 xây dựng hệ thống, level 3 là đa kênh, level 4 là gì, sở hữu cho sản phẩm của riêng mình. Như hồi nãy giờ ấy, những cái sản phẩm mà Hường tặng cho cả nhà đây là những sản phẩm mà Hường có những bạn đăng ký học là phải trả phí đó nha, chắc chắn là họ phải trả phí rồi, chắc chắn Hường sẽ không có chương trình nào miễn phí là miễn phí. Ví dụ ngày hôm nay chia sẻ ngày hôm nay là miễn phí, một số cái chương trình mình phải bắt buộc là mình phải có phí để cho chất lượng, cũng như là mình phải kinh doanh mà, mình phải kinh doanh chứ, mình phải kiếm tiền chứ. Đấy, thì mọi người có thấy là ở level 4 thì mình sẽ tạo ra những cái sản phẩm của riêng mình. Thì ngày hôm nay Hường mình làm affiliate marketing, bán sản phẩm cho thầy Long á, khi mà làm affiliate á thì mình cũng sẽ dễ bán hơn, đúng không? Mọi người biết đó là khi mà mình sở hữu sản phẩm của riêng mình thì chúng ta sẽ bán hàng một cách dễ dàng hơn. Ok không? Mọi người đồng ý không? Ok chỗ này không? Mọi người có công nhận là khi mà Hường bán cái sản phẩm bộ combo khóa học online của thầy Long mà Hường sở hữu sản phẩm của riêng mình thì mọi người cũng sẽ cảm thấy là thích mua hơn không? Có ai hồi nãy giờ thích mua mặc dù không mua nhưng mà mình vẫn thích mua? Không, mà mình ok giải pháp đi. Mình vẫn thích mua đúng không? Thích mua hơn đúng không? Đấy. Thì đấy là cái level 4 mà chúng ta cần phải đạt được. Nên là hiện tại là anh em có biết là chúng ta đang ở, tất cả anh em ở đây đang ở level nào không?